Tre là một trong những biểu tượng cho đất nước và con người Việt Nam. Tre nó mộc mạc, nó kiên cường, là một chất liệu thân thuộc với hầu hết người Việt Nam. Nay, tre được khu nghỉ dưỡng Nam An Retreat Đà Nẵng thổi hồn để mang một vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Ở công trình này, tre đã được ngâm tẩm kỹ và được xử lý kỹ thuật hoàn toàn bằng thủ công, không hề có thiết bị máy móc nào hỗ trợ. Về màu sơn, ngoài cái màu sơn tự nhiên, màu sơn cũng được xử lý sao luôn tươi mới, nhưng quan trọng nhất là vẫn giữ được màu sắc tự nhiên, vẫn thấy được những cái vân tre, những cái sớ tre. Và không chỉ riêng với tre, tất cả chất liệu ở đây đều được xử lý trả về màu nguyên bản, như là đá tự nhiên, là máy vọt, để tạo nên một không gian hoàn toàn tự nhiên và gần gũi. Những công trình kiến trúc được làm từ tre nơi đây được cấu tạo và đang xem một cách bền chặt, chắc chắn, đảm bảo tính ổn định với thời gian. Chúng tôi có những quy trình bảo hành định kỳ chống mối mọt và côn trùng, giữ màu tre luôn tươi mới, bền chặt và để chống chọi với những cơn bão lớn hàng năm ở ven biển miền Trung, đảm bảo cho tất cả khách hàng có thể an tâm tận hưởng các dịch vụ, thậm chí cả trong những mùa mưa bão.